Chúng ta biết hàm input trong Python được sử dụng rất phổ biến và rất hiệu quả trong công việc. Tuy nhiên đối với các bạn ở trình độ beginner, đặc biệt là các bạn đang học Python cơ bản ở các trường đại học hay các trung tâm, các bạn sử dụng cái hàm này chưa được hiệu quả lắm. Trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng cái hàm input này sao cho hiệu quả nhất và thuận lợi trong công việc các bạn. Trước hết tôi nhắc lại với các bạn câu lệnh trong cái hàm input hàm input được nhập đơn giản thế này. Ví dụ tôi muốn nhập input cho một cái tên thì tôi cho là cái biến name đó bằng input mở ngoặc đóng ngoặc. Bạn làm như thế này không có gì sai, tuy nhiên là nó có một cái khuyết điểm rất lớn đó là khi bạn chạy chương trình, chương trình nó không hiện gì lên cho bạn cả, nó chỉ hiện một cái khoảng trắng và khoảng chờ. Như vậy bạn sẽ rất khó hình dung được là chuyện gì xảy ra và nó đang yêu cầu bạn làm gì. Cái dòng lệnh đơn giản này không có hiệu quả và không nên sử dụng bên trong dấu ngoặc của input này bạn nên ghi một cái câu gì đấy để gợi nhớ cho bạn là bạn cần làm gì như thế này là tốt hơn ví dụ bạn muốn ghi tên vào thì bạn nên ghi ở đây một cái dòng là bạn tên gì khi đó thì nó sẽ hiện lên màn hình và người ta sẽ biết là người ta cần đánh cái tên vào thứ hai các bạn lưu ý một điều rất quan trọng là bất kể bạn nhập vào một con số hay một ký tự hàm input nó luôn nhận đó là một chuỗi dữ liệu dạng chuỗi nó không nhận ra là con số thật số nguyên gì cả cho nên là trong cái ví dụ này bạn thấy nếu mà tôi hỏi bạn bao nhiêu tuổi bạn nhập vào sau đó tôi muốn cho cái tuổi đó cộng thêm một tôi in ra thì nó sẽ in ra sai bởi vì ở đây nó không nhận được cái dòng lệnh này mặc nhiên là bạn nhập vào nó sẽ nhận ra là một cái chuỗi dữ liệu và như vậy một cái dữ liệu dạng chuỗi thì nó không thể cộng thêm một trừ thêm một được nó không phải là một con số trong trường hợp này bạn cần ra một cái lệnh thêm đó là nó mặc định nó chuyển cái con số của bạn nhập vào trong một con số nguyên thì khi đó bạn sẽ thực hiện được một cái dòng lệnh kế tiếp là gì bạn thấy có một vấn đề là khi bạn sử dụng hàm input bạn nhìn nó rất là đơn giản tuy nhiên nó rất là thường xuyên bị sai Tôi lấy ví dụ như cái trường hợp trước đây Nếu bạn yêu cầu nó nhập tuổi của bạn vào Tuy nhiên bạn lỡ nhập vào một ký tự ABC gì đấy chứ không phải con số Thì cái hàm integer này, cái hàm chuyển sang cái số nguyên này nó không chuyển được Bởi vì trong trường hợp đó là cái hàm này nó chỉ hoạt động khi bạn nhập một con số thôi Thì nếu trong trường hợp đó đó chương trình nó sẽ bị báo bạn bị lỗi và để cho cái lỗi đó nó rõ ràng hơn để cho người sử dụng dễ dàng nhận ra hơn cái lỗi gì xảy ra bạn có thể dùng một cái cấu trúc là try accept try accept hoạt động như thế nào khi bạn bắt đầu hoạt động cái cấu trúc này đầu tiên nó sẽ tính cái câu lệnh hoặc là một nhóm câu lệnh ở trong cái phần try này trước nếu phần này thực hiện không có vấn đề gì, nghĩa là chương trình không có lỗi, không có gì cả thì nó sẽ bỏ qua cái phần except này. Tuy nhiên nếu phần này có lỗi thì nó sẽ nhảy đến cái phần except này và nó in ra cái câu lệnh này cho các bạn. Có nghĩa là nó sẽ chạy cái đoạn code ở trong cái phần except này. Theo trật tự ưu tiên à, Nếu bạn nhập vào đây một con số thì nó bỏ qua cái cụm ở dưới except này. Nếu bạn nhập một ký tự nó sẽ hiện cái dòng lệnh này lên. Như vậy, nếu bạn sử dụng cấu trúc try except thì chương trình nó sẽ thông báo cho người sử dụng biết là người ta bị sai ở cái lỗi nào. Tuy nhiên trong trường hợp này bạn vẫn chưa có sử dụng được cái hàm input hiệu quả. Chúng ta làm sao để mà khi chương trình nó nhận ra người ta nhập sai dữ liệu, nó có thể yêu cầu người ta nhập lại. Nếu bạn muốn như vậy thì bạn thực hiện một cái cấu trúc giống như thế này. Ở đây tôi sử dụng một cái vòng lặp while để tôi điều khiển cái chương trình Bạn thấy là chương trình nó giống như ở trên Chỉ là tôi để cái phần try accept ở một cái đoạn code bên trong cái vòng lập while này Để thực hiện cái vòng lập while thì chúng ta biết là vòng lập while nó sẽ lập ly lập lại Nó chạy mãi cho đến khi nào cái điều kiện này không thỏa mãn thì thôi Cho nên trước hết chúng ta phải đặt một cái điều kiện cho nó Thật ra cái điều kiện chỗ này ta chưa dùng cái gì Nhưng mà ta cần phải có một cái điều kiện Tôi đặt một cái điều kiện đơn giản là Một cái biến correct bằng true Và như vậy khi mà correct bằng true Thì nó sẽ chạy trong vòng lập này Nó chạy đến khi nào Đến khi nào mà cái đoạn code ở trong phần try này nó thỏa mãn thì nó sẽ ngừng chương trình. Cái chữ break ở đây khi trong vòng lặp while, nếu nó thấy chữ break có nghĩa là nó sẽ ngừng vòng lặp ngay cái chỗ đó nó không chạy nữa như vậy trong trường hợp này nếu bạn nhập đúng số liệu thì nó sẽ ngừng vòng lặp nó đi tiếp đoạn code bên dưới có nghĩa là nó nhảy xuống dưới đây nó chạy tiếp khi bạn nhập không đúng nếu nó chạy ở cái cụm except này thì vòng lặp nó sẽ tiếp tục nó lặp đến khi nào bạn nhập đúng thì thôi đúng không các bạn nhìn cái ví dụ như thế này Trong cái đoạn code đầu tiên này Các bạn thấy tôi không nhập cái vòng lập quay vào đây Tôi chạy cái đoạn code này Chương trình nó sẽ hiện ra cái dòng lệnh Nó hỏi tôi là bao nhiêu tuổi Ví dụ tôi nhập là A Bạn thấy là chương trình nó báo lỗi Và nó ngừng ngay tức khắc Nó không có hiển thị gì cho các bạn Nó chỉ báo lỗi là ngay cái chỗ này đó là cái lỗi Và nó yêu cầu bạn là Tuổi của bạn nên là một cái số nguyên dương đó, Đây là cái dòng print mà nó in từ đây ra Đúng không? Và nó ngừng ở chỗ này Chương trình nó không chạy tiếp Trong cái trường hợp tôi sử dụng cái vòng lập while, Tôi copy nguyên cái đoạn này vào Tôi chỉ thêm vào đây Giống như tôi vừa hướng dẫn cho các bạn Nếu tôi chạy vòng lập while này các bạn thấy là Giả sử tôi nhập một cái chữ A Chương trình nó sẽ thông báo tôi là Tuổi của bạn nên là một số nguyên dương Nó thông báo ngay ở cái câu này Tuy nhiên là Trong cái trường hợp trước đây Nó sẽ ngừng chương trình Thì ở đây nó không ngừng Nó quay lại nó thực hiện tiếp cái vòng lập này Một lần nữa nó yêu cầu bạn nhập tiếp Tôi lại cố tình tôi nhập B Nó lại yêu cầu tôi phải nhập một cái số nguyên dương và nếu tôi nhập một cái số 20 chẳng hạn Bạn thấy là chương trình nó kết thúc Nó pass qua được cái chỗ này Có nghĩa là nó công nhận cái biến A này bằng 20 Và nó in ra tuổi của bạn là 20 Đúng không? Tuy nhiên ở đây nó vẫn còn một cái vấn đề là bạn chỉ mới điều khiển được là chương trình nó lặp đi lặp lại cho đến khi nào bạn nhập một cái số nguyên nhưng mà bạn biết là một số nguyên nó có thể là nguyên âm nguyên dương thì chỗ này nó không hiển thị được cho bạn đó là nguyên âm hay là nguyên dương nếu bạn nhập một cái số nguyên âm vào đây nó vẫn chạy như vậy thì chương trình vẫn sai đúng không tôi chạy lại cái đoạn code này cho các bạn xem bây giờ thay vì tôi nhập cái số 20 tôi nhập cái số trừ 20 bạn thấy là nó nhận cái biến đó vào và nó nói tuổi của bạn bằng trừ 20 Như vậy là hoàn toàn sai Đúng không? Chúng ta cần một cái số nguyên dương Như vậy làm sao? Chúng ta cần phải đưa thêm một cái điều kiện nào đó Vào cái chỗ cái vòng lập này Có nghĩa là ở đây là Cái biến A này nó mới là một số nguyên thôi Bạn cần đưa thêm điều kiện Nếu là nguyên dương thì nó mới ngừng Nguyên âm thì nó không ngừng Đúng không? Như vậy bạn xem đoạn code bên dưới này tôi làm giống hệt như vậy nhưng mà thay vì ở đây tôi thực hiện cái lệnh break chỗ này thì tôi thêm một cái nhóm lệnh là if ở đây if gì trong cái điều kiện này nếu tuổi là một số lớn hơn không thì nó ngừng nhưng mà nếu tuổi một số nhỏ hơn không thì nó in ra là tuổi của bạn nên là một số lớn hơn không và như vậy chương trình nó vẫn chưa nó vẫn chưa có bị ngừng có nghĩa là tại vì cái phần trên đây cái phần break nó nằm ở cái cụm if mà cho nên nếu else thì nó chưa có break cái chương trình nó vẫn chạy tiếp và bạn thấy nếu bạn chạy thử cái đoạn code này tôi lặp lại cho bạn xem tôi nhập một số a nó không đồng ý tôi nhập một số không nó không đồng ý tôi nhập một số âm nó không đồng ý nó vẫn kêu tôi nhập tôi nhập đến số dương bất kỳ nó đồng ý nó sẽ nhận cái biển đó đó là cái cách để chúng ta tạo một cái vòng lập một cái trường hợp phức tạp hơn tôi thấy nhiều các bài tập các bạn hay hỏi và trong nhiều các bài tập ví dụ ở các phần python cơ bản các bạn học trong trường đại học hay là ở các trung tâm người ta hay yêu cầu các bạn là ví dụ như là nhập n số nguyên dương n số nguyên âm gì đấy vân vân như vậy làm sao để bạn nhập được 10 số, 5 số hay là n số vào đây Bạn bắt buộc phải thêm vào một cái vòng lặp nữa Bạn lồng cái đoạn code này vào trong một cái vòng lặp nữa Đúng không? bạn ôm nguyên cái đoạn code này bạn để vào thêm cái vòng lặp Như vậy vòng lặp của bạn là gì? Trong cái trường hợp bạn cần phải nhập n số Thì bạn biết là cái vòng lặp của bạn là cần phải chạy n lần Đúng không? Vậy thì trong trường hợp đó bạn có thể dùng while hay là for đều được. Thông thường người ta hay dùng for bởi vì bạn biết nó là n lần mà, đúng không? Bạn hoàn toàn có thể dùng while, bạn cho y nhỏ hơn cái số n đó là bạn chạy được. Ở đây tôi dùng for cho các bạn xem ở đoạn code này. Ví dụ tôi cần nhập 5 số nguyên dương. Thì muốn nhập 5 số đầu tiên, tôi phải cho một cái con số để nó lập đúng không? tôi cho n bằng 5 sau đó bạn nhập vào thì bạn phải lưu nó lại bạn nhập vào không lưu nó lại thì nó mất đi cho nên chúng ta cần phải lưu nó vào trong một cái list tôi tạo một cái list rỗng trước bạn muốn tạo một cái list thì bạn phải có một cái list rỗng trước tôi tạo cái list rỗng có tên là num list sau đó tôi copy nguyên cái phần đoạn code ở trên tôi để vào cái vòng lập for này for trong cái giới hạn 5 có nghĩa là nó đi từ 0 cho đến 5 nó sẽ lập 5 lần và mỗi lần như vậy nó sẽ thực hiện giống như những cái gì chúng ta vừa vừa nói nó điều khiển từng thứ một nó chỉ thêm cái gì thêm một cái chỗ là nếu như cái tuổi lớn hơn không thỏa mãn điều kiện thì nó sẽ ép cái tuổi đó vào trong cái list đó có nghĩa là bạn thêm cái biến đó vào trong cái list bằng cái câu lệnh là append age có nghĩa là bạn thêm cái biến bạn mới nhập đó, đó vào trong cái list đấy chúng ta chạy thử cái chương trình này tôi lại thử cho các bạn tôi viết a nó không đồng ý thôi thì tôi viết hai nó nhận một biến nó không có báo lỗi gì cả bạn thấy đây nó yêu cầu nhập thêm cho nó không có báo một cái dòng lỗi nào cả tôi nhập thêm một cái biến bằng 8 một cái biến bằng 5 một cái biến bằng 100 và một biến bằng 7. Bạn thấy là kết thúc chương trình nó in ra một cái list mà chúng ta vừa nhập cho các bạn. Đó là cách chúng ta sử dụng cái hàm input với cái điều kiện để control nó và đặt ở trong cái vòng lặp cho nó hiệu quả. Ở đây tôi tóm tắt lại những cái gì mà tôi vừa nói với các bạn. Trong trường hợp mà các bạn muốn điều khiển nó là số dương hay số âm, vân vân, bạn có thể thêm vào một cái vòng lặp quay và thêm vào một cái điều kiện if ở trong các phần try này. Nếu bạn muốn nó lập n lần, bạn phải thêm một cái vòng lập for vào đây, đúng không? Và bạn cho for chạy n lần. Bạn nhớ là sau mỗi lần thêm biến, bạn cần phải đưa cái biến đó vào trong cái list của bạn để bạn lưu giữ nó lại. Tôi hy vọng là qua các bài học này, các bạn sẽ nắm được cái cách sử dụng cái hàm input một cách hiệu quả cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn cảm thấy bài học hữu ích các bạn nhớ đăng ký kênh, tôi sẽ thường xuyên tạo những cái tiếp như thế này cho các bạn để các bạn dễ dàng sử dụng chương trình cũng như trong học tập các bạn chúc các bạn thành công.